Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của FTU Ecom và chủ đề hôm nay của chúng ta là mô hình thương mại điện tử Ohio, một xu hướng tất yếu trong việc tối ưu hóa, đồng bộ hóa và cá nhân hóa online, offline. Và cụ thể thì mình sẽ đi phân tích ứng dụng mô hình Ohio tại Walmart, một ông lớn trong ngành bán lẻ tại Mỹ. Để các bạn dễ nắm được nội dung của chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ khái quát ra thành 4 phần chính. Thứ nhất là tổng quan về thương mại điện tử Ohio, thứ hai là mô tả mô hình thương mại điện tử của Walmart, thứ ba là đối thủ cạnh tranh, trận chiến Ohio của Walmart và Amazon, và cuối cùng là đề xuất cải tiến mô hình. Đi vào phần đầu tiên, mình sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quan về mô hình thương mại điện tử Ohio. Vậy Ohio là gì? Ohio, tức là online to offline, là chiến lược kinh doanh thu hút khách hàng tiềm năng từ các kênh trực tuyến tới mua hàng trong các cửa hàng thực tế. Ohio sẽ xác định khách hàng tại một không gian trực tuyến nào đó thông qua email hoặc là quảng cáo trên Internet, sau đó sử dụng một loạt các công cụ và phương tiện để lôi kéo khách hàng rời khỏi không gian trực tuyến để đến với các cửa hàng thực tế. Mô hình Ohio nhắm vào mục tiêu tạo ra nhận thức cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ trên các kênh trực tuyến để khách hàng tiềm năng nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ và sau đó sẽ đến mua hàng tại các cửa hàng thực tế. Về đặc điểm thì giá trị mang lại cho khách hàng bao gồm có cung cấp các dịch vụ gia tăng điểm và giảm giá cho khách hàng. Ngoài ra đem đến cho khách hàng được cái sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian lựa chọn vì đã có sự nghiên cứu sẵn thông tin sản phẩm trên các website. Trong cơ cấu lợi nhuận thì lợi nhuận thu được từ lượng khách hàng rất lớn. Ohio giúp tăng khách hàng cho các cửa hàng và tăng cơ hội bán hàng cho doanh nghiệp. Về các loại hình thương mại điện tử của Ohio thì được chia ra làm hai mảng chính là online và offline. Trong loại hình offline thì bao gồm có brick and mortar và proximity commerce. Trong brick and mortar thì là chỉ những cái loại hình thương mại tại các cửa hàng, kho, địa điểm vật lý của một doanh nghiệp để thực hiện hoạt động thương mại và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong thương mại tiệm cận thì là chỉ những cái hình thức tiếp cận khách hàng trong phạm vi gần hoặc là thu hẹp khoảng cách với khách hàng để thực hiện thương mại, sử dụng những cái yếu tố công nghệ để tác động tới khách hàng, ví dụ như là có thể sử dụng những cái hệ thống wifi miễn phí cho phép người trong khu vực có thể kết nối và thông qua đó nhận được những cái thông tin quảng cáo thu hút họ đến với cửa hàng. Ngoài ra thì còn có hệ thống giá thông minh bao gồm có bảng giá điện tử và QR code giúp đồng bộ hóa giá của sản phẩm theo thời gian thực. Trong các loại hình thương mại online thì bao gồm có social commerce và online marketplace. Về social commerce, tức là chỉ các cái doanh nghiệp sử dụng những cái công cụ mạng xã hội điện tử để khai thác và làm giàu tiềm năng mua hàng, cá nhân hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng, ví dụ có thể thông qua Facebook, Zalo hoặc là Instagram. Về online marketplace thì là chỉ những cái dịch vụ điện tử cho phép các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi một bên thứ ba được giao dịch và trao đổi. Ở giữa mô hình này thì có sự giao thoa của môi trường online và offline, đó là các nhà sản xuất, các hãng, khách hàng và mobile commerce. Thứ ba là về cách thức hoạt động của Ohio thì bao gồm có dữ liệu online và offline. Dữ liệu online chính là những cái khách hàng tìm kiếm từ Google hoặc những cái khách hàng click vào những cái banner quảng cáo, xem thông tin trên website hoặc là tương tác qua Facebook page của doanh nghiệp của bạn. Và những cái dữ liệu offline thì bao gồm những cái nguồn dữ liệu từ bán hàng, chăm sóc khách hàng qua tổng đài điện thoại hoặc là scan QR code hoặc là truy cập Wi-Fi. Ohio thì cho phép khách hàng lấy hàng hoặc trả lại các cái mặt hàng đã mua trực tuyến tại các cửa hàng thực và cho phép đặt hàng trực tuyến ngay khi bạn đang ở cửa hàng thực cũng như là sử dụng những điểm tích lũy hoặc là tặng phiếu để mua sắm sản phẩm. Phần thứ hai thì mình sẽ mô tả mô hình thương mại điện tử Ohio của Walmart. Trước tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Walmart. Walmart được thành lập vào năm 1962 tại Mỹ và là một trong những công ty cổ phần công khai lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Năm 2016, doanh thu Walmart đạt 482 tỷ đô la và được xem là công ty được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ. Với hệ thống gồm hơn 4.688 cửa hàng, người ta có thể ước tính rằng có hơn 138 triệu người mua sắm tại chuỗi cửa hàng của Walmart trên khắp thế giới mỗi một tuần. Với slogan là Save Money, Live Better phản ánh cái nỗ lực của Walmart trong cuộc chiến giữ ngôi vua bán lẻ. Hiện nay thì với doanh thu bán hàng trên 400 tỷ đô la, Walmart đã vượt mặt GDP của hơn 170 quốc gia trên thế giới. Nếu như mà xem Walmart là một quốc gia thì nó có thể có nền kinh tế đứng thứ 25 toàn cầu. Dự báo rằng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì trong một thập kỷ nữa, doanh số của Walmart có thể vượt tới 1.000 tỷ USD. Tại chuỗi giá trị, thứ nhất là về quản trị hệ thống thông tin và các ứng dụng công nghệ, thì Walmart cho xây dựng các cái hệ thống kết nối bán lẻ sử dụng công nghệ EDI và hệ thống kết nối bán lẻ Retailing giúp các nhà cung cấp trên toàn thế giới đều có thể truy cập một cách dễ dàng với chi phí duy trì hoạt động của hệ thống lại thấp. Thứ hai là ứng dụng công nghệ RFID. Thì công nghệ RFID cho phép đặt dữ liệu trên con chip điện tử nhờ sóng vô tuyến mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Vì thế thì có thể cung cấp chính xác thông tin về sản phẩm, nằm ở đâu, khi nào hết hạn hay là bất cứ những cái thông tin nào mà người dùng muốn lập trình nó. Thứ hai là trong việc quản trị nguồn hàng. Thì trong hoạt động quản trị nguồn hàng,
Walmart sử dụng một số những cái chiến lược như là chỉ mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất và không chấp nhận trung gian. Trong quá trình đàm phán thì Walmart tập trung rất nhiều vào giá, họ gây áp lực cho các nhà cung cấp phải hiệu quả và cắt giảm chi phí trên chuỗi cung ứng của mình. Bên cạnh đó thì Walmart vẫn duy trì những cái mối quan hệ tốt với những cái nhà cung cấp để đảm bảo cho nguồn hàng của mình. Thứ ba, trong hệ thống logistics của Walmart thì Walmart cho xây dựng hệ thống kho bãi chính là các cái trung tâm phân phối được phân bổ một cách rất là khoa học. Mỗi trung tâm thì sẽ đảm nhận hỗ trợ hoạt động cho 90 đến 100 cửa hàng trong vòng bán kính 200 dặm. Về hệ thống vận tải thì đặc trưng của hệ thống vận tải của Walmart đó là tính đáp ứng nhanh và tính linh hoạt. Walmart đã cho sử dụng một cái kỹ thuật có tên là cross docking. Trong hệ thống này thì sản phẩm được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy sản xuất đến những kho cross docking theo những lô hàng lớn. Tại đây thì các sản phẩm sẽ được giao trực tiếp cho khách hàng mà không qua bất kỳ một khâu trung gian nào, giúp tiết kiệm chi phí tồn kho. Một số mô hình lực lượng cạnh tranh bằng thương mại điện tử của Walmart có thể kể đến như mô hình siêu thị điện tử Cybermall hay là mô hình chuỗi cung ứng CPFA. Tiếp sau đây thì mình sẽ mô tả về cái mô hình thương mại điện tử Ohio của Walmart. Hiện nay, Walmart đang hy vọng có thể đủ nhanh nhẹn để cạnh tranh với một trong những người chơi mạnh nhất về công nghệ. Năm 2015, họ cho ra mắt nền tảng công nghệ Ohio, đại siêu thị Walmart To Go và trung tâm dịch vụ To Go tại các cửa hàng để khách hàng tự nhận hàng với nhiều tùy chọn thanh toán điện tử, trực tuyến hoặc là ngoại tuyến. Điều này giúp tích hợp bán lẻ vật lý và kỹ thuật số một cách liền mạch, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng và sẽ là nhà bán lẻ đa kênh đáng tin cậy nhất. Sau khi mua Zcom vào năm 2006, thì Walmart đã bắt đầu tập trung vào công nghệ. Họ chuyển toàn bộ hoạt động của mình sang Microsoft và Office 365 là đối thủ chính của Amazon trong ngành công nghệ điện toán đám mây. Ngoài tất cả những điều đó, thì Walmart được báo cáo có kết quả chuyển đổi công ty con Voodoo của mình thành đối thủ cạnh tranh hợp pháp của Amazon Prime Video. Công ty hiện cũng duy trì hai cơ sở ươm tạo công nghệ được thiết kế để thử nghiệm các ý tưởng cũng như các cửa hàng thu ngân và dịch vụ mua sắm cá nhân, đầu tư vào những cái lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính. Vậy Walmart đã cung cấp những công cụ, phương tiện và dịch vụ gì cho khách hàng của mình? Đầu tiên là Walmart Grocery. Năm 2000, Walmart đã cho ra đời sang Walmart.com để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng. Điều này đã giúp việc mua sắm của Walmart diễn ra đơn giản hơn bao giờ hết. Công cụ tiếp theo đó chính là app mua sắm trên điện thoại. Khách hàng có thể tải app Walmart trên điện thoại của họ trong các cửa hàng của iOS và cả Android. Hiện app cung cấp hơn 10.000 mặt hàng, bao gồm các sản phẩm thực phẩm, sức khỏe, sắc đẹp và cả hàng tiêu dùng nữa. Một dịch vụ vô cùng tiện ích mà Walmart cung cấp đến khách hàng của mình đó chính là dịch vụ giao hàng nhanh tại nhà. Theo đánh giá của Forbes, mảng tạp hóa là một thị trường lớn trị giá gần 800 tỷ đô, trong khi vô số các ngành công nghiệp khác đang dần chuyển sang kinh doanh trực tuyến, thì 98% lượng mua hàng tạp hóa vẫn diễn ra tại các cửa hàng và siêu thị truyền thống. Chính vì thế, Walmart đã phát triển dịch vụ giao hàng nhanh đến tận nhà, giải quyết bài toán quá bận để đi mua đồ của một bộ phận người dân Mỹ cũng như trên toàn cầu. Một dịch vụ không thể không nhắc đến đó chính là thanh toán trực tuyến. Chuỗi bán lẻ khổng lồ Walmart đang lên kế hoạch thiết lập tất cả các dịch vụ thanh toán tương thích với công nghệ, đặc biệt là thẻ tín dụng dựa trên thẻ thông minh và điện thoại thông minh. Hiện thị trường thanh toán qua điện thoại di động vẫn còn rất tiềm năng và chưa có sản phẩm nào thực sự chiếm ưu thế quá lớn. Chính vì thế, dịch vụ Walmart Pay ra mắt sẽ trở thành một lựa chọn mới cho các nhà bán lẻ cũng như người tiêu dùng trong thanh toán trực tuyến. Một phần không thể thiếu của Walmart đó chính là hệ thống cửa hàng trực tiếp. Khởi đầu một cửa hàng nhỏ lẻ vào năm 1962, sau hơn 50 năm, Walmart đã phát triển trở thành nhà bán lẻ lớn nhất hành tinh với việc sử dụng hơn 2,2 triệu lao động, có hơn 11.500 cửa hàng tại 28 quốc gia với hơn 200 triệu lượt mua sắm tại các cửa hàng mỗi tuần. Vậy Walmart đã gặp những thuận lợi gì khi cung cấp những công cụ, phương tiện và dịch vụ trên? Với hệ thống cửa hàng trực tiếp lên đến hơn 11.500 và hơn 3.000 đại siêu thị và cửa hàng nhỏ lẻ khác, Walmart đã tận dụng được điểm mạnh về quy mô khổng lồ trên toàn cầu của mình để có thể đưa ra mức giá thấp, giành được thị phần, thu nhiều lợi nhuận hơn và tạo ra được lợi thế cạnh tranh của mình với tôn chỉ luôn luôn giá thấp. Walmart có mặt ở hầu hết các phân khúc thị trường và tiếp cận với một cơ sở khách hàng rất rộng. Theo thống kê, khoảng 70% người Mỹ sống trong phạm vi 8 km quanh một cửa hàng của Walmart. Và nhờ vào việc phát triển thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng nhanh, mặc dù lợi nhuận bị thu hẹp nhưng Walmart vẫn dư giả tiền để đầu tư nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác. Việc chuyển đổi sử dụng mô hình bán lẻ thích hợp kết hợp giữa online và offline nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự chủ động của doanh nghiệp trong việc phát triển được tiện ích thanh toán tốt hơn để tiếp cận và làm hài lòng người tiêu dùng. Bên cạnh thuận lợi, Walmart cũng gặp những khó khăn sau. Ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, thương mại điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và trở thành một miếng mồi béo bở cho các doanh nghiệp chuyển đổi phát triển thị trường để tiếp cận khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ, đặc biệt là Amazon và Alibaba. Tiếp theo nữa, việc phát triển hệ thống dịch vụ tự đến lấy hàng hay dịch vụ giao hàng nhanh của Walmart cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các ông lớn Google hay là Target. Ngoài ra, việc mở rộng thị trường trên toàn cầu của Walmart cũng gặp phải khó khăn do văn hóa khác biệt của từng quốc gia, do nhu cầu thị hiếu khách hàng hay là quy định của pháp luật không ủng hộ việc mở rộng tràn lan như Anh hay Ấn Độ.
Vậy Walmart đã nhận được những lợi ích gì khi áp dụng mô hình OIO? Đầu tiên là mở rộng kênh bán hàng và tệp đối tượng khách hàng. Khi áp dụng OIO, Walmart kinh doanh từ truyền thống sang online, có thể tiếp cận thị trường tiềm năng và tệp đối tượng khách hàng trẻ, thông minh và chuỗi công nghệ. Bên cạnh đó, ở chiều ngược lại, nhiều khách hàng sau khi tìm hiểu sản phẩm ở kênh trực tuyến sẽ đến tận cửa hàng để kiểm chứng và mua hàng. Lợi ích tiếp theo đó là tăng độ tin cậy cho thương hiệu. Khi cung cấp nhiều lựa chọn mua hàng cho khách hàng, Walmart càng vững chắc khi củng cố được niềm tin của khách hàng và thương hiệu của mình. Trải nghiệm khách hàng tốt hơn nhờ vào sự lựa chọn đa dạng mà hàng loạt các công cụ, phương tiện và dịch vụ của Walmart mang đến. Tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý, các phần mềm quản lý hay các ứng dụng chăm sóc khách hàng giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát hơn các đơn hàng và sản phẩm trên máy tính hay điện thoại. Hình thức thanh toán đa dạng nhờ việc chuyển đổi sang cửa hàng trực tuyến và cho ra mắt ứng dụng Walmart Pay. Lợi ích nhận được là thế, với gã khổng lồ bán lẻ này đã gặp phải những hạn chế nào khi ứng dụng mô hình OIO, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần tiếp theo nhé. Hạn chế đầu tiên mà doanh nghiệp gặp phải đó chính là việc gặp phải nhiều áp lực khi có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn như Amazon, Alibaba, Target và Costco. Hạn chế thứ hai là việc mở rộng mô hình ra toàn cầu còn vấp phải sự khác biệt văn hóa của từng quốc gia trong thị hiếu khách hàng hay các thể chế chính trị, quy định pháp luật của chính phủ các nước trên thế giới. Với những lợi ích và hạn chế nêu trên, Walmart đã đạt được một số thành tựu đáng kinh ngạc khi áp dụng mô hình OIO vào việc kinh doanh. Đầu tiên, Walmart đã khai thác được điểm mạnh là số lượng các cửa hàng offline lên đến hơn 11.500 và hơn 3.000 các đại siêu thị và các cửa hàng nhỏ lẻ khác. Phát triển thêm 700 tháp lấy hàng bên đường mới và có cơ chế giao hàng tự động. Ra mắt dịch vụ mua hàng online và nhận hàng offline năm 2007, chỉ sau 2 năm, Walmart đã thu tới hơn 400 tỷ đô la và nên đến năm 2011, Walmart đã có hơn 10.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới. Hiện nay, Walmart đang có doanh thu xấp xỉ 500 tỷ đô mỗi năm và được các chuyên gia ước tính rằng con số này sẽ lên đến hơn 1.000 tỷ đô chỉ trong một thập kỷ nữa. Từ thực tế triển khai mô hình OIO của Walmart, các doanh nghiệp muốn triển khai thành công cần chú ý 3 yếu tố then chốt sau. Quản lý dữ liệu. Doanh nghiệp cần đánh giá được dữ liệu của mình, thu thập và tập trung dữ liệu trong một kho lưu trữ trung tâm để từ đó triển khai các hoạt động nhắm trúng mục tiêu hơn. Thấu hiểu khách hàng. Bên cạnh việc thu thập dữ liệu phong phú thì doanh nghiệp cần hoàn thiện bức tranh chân dung khách hàng để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn. Phần mềm và giải pháp. Mô hình thương mại điện tử OIO có thể triển khai đơn giản nhưng nó sẽ trở thành nền tảng phức tạp tùy thuộc vào đặc thù kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp cần cải thiện vấn đề kỹ thuật để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng. Và phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một đối thủ cạnh tranh lâu năm của gã khổng lồ bán lẻ Walmart, đó chính là Amazon, một gã khổng lồ khác của thị trường thương mại điện tử. Amazon là một công ty đa quốc gia, chuyên ngành thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và được xem là một trong những ông lớn của công nghệ trên thế giới. Không chỉ thế, Amazon còn trở thành một đối thủ nặng ký với các hãng bán lẻ theo hình thức thương mại điện tử khác với các lý do sau. Đa dạng dòng sản phẩm, bạn có thể tìm kiếm hầu hết tất cả mọi thứ trên Amazon.com. Cập nhật liên tục. Amazon không ngừng sáng tạo để đem đến sự chuyên nghiệp và thuận lợi nhất cho khách hàng của mình. Hiểu tâm lý khách hàng. Chính sách rõ ràng, Amazon khuyến khích người mua thường xuyên cập nhật với các đánh giá về sản phẩm họ đã mua, từ đó có thể giữ chân khách hàng cũ và tiếp cận thêm cả những khách hàng mới. Vậy, trận chiến mô hình OIO giữa Amazon và Walmart đã diễn ra như thế nào? Amazon hiện đang là ông trùm ngành bán lẻ trực tuyến và vươn ra thị trường bán lẻ truyền thống bằng cách đẩy mạnh các hoạt động thâu tóm các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống, điển hình như Whole Foods. Whole Foods là một mắt xích kết nối OIO vô cùng tuyệt vời đã giúp cho Amazon có được mô hình OIO hai chiều, tức là online to offline và offline to online. Walmart sở hữu hệ thống cửa hàng siêu thị với doanh thu hàng chục tỷ đô mỗi năm với dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến vô cùng hoàn hảo. Dựa vào những đặc điểm trên, chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét như sau. Cả hai đang cùng đầu tư để trở nên giống nhau hơn. Nhiều năm nay, Amazon và Walmart luôn nghiên cứu và dè chừng lẫn nhau bởi công ty nào cũng muốn mình sẽ tiếp tục thống trị ở mảng bên kia vốn đã rất mạnh. Thế nhưng hơn tất cả, cuộc cạnh tranh giữa Walmart và Amazon cho thấy rất nhiều ngành kinh doanh của nước Mỹ đang thay đổi, lợi thế sẽ thuộc về doanh nghiệp nào có tiềm lực mạnh, vươn xa hơn tất cả những doanh nghiệp có quy mô trung bình và nhỏ. Và cuối cùng, từ tất cả những gì chúng ta đã kể trên, chúng mình xin phép đề xuất một số cải tiến về việc ứng dụng mô hình OIO cho các doanh nghiệp như sau. Đầu tiên là phát huy vai trò của nhân viên tư vấn. Thay vì giới hạn vai trò của nhân viên bán hàng và thu ngân, hãy đào tạo nhân viên để họ có thể đóng vai như một người bạn và là nhà tư vấn cho khách hàng khi mua sắm. Tổ chức các sự kiện đặc biệt. Người tiêu dùng ngày nay, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đều yêu thích sự trải nghiệm. Vì thế, hãy cung cấp cho họ những gì họ muốn bằng cách tổ chức các sự kiện đặc biệt trong và ngoài cửa hàng.
tích hợp lòng trung thành online và offline bằng cách cung cấp cho những khách hàng online trung thành một vài đặc quyền tại cửa hàng, các nhà bán lẻ có thể cho người mua hàng lý do tiếp tục quay lại. Tập trung phát triển trên điện thoại di động, phần lớn các kết nối như thông minh, thanh toán, đặt chỗ, thẻ khách hàng thân thiết đều được tạo từ điện thoại di động và hơn 30% giao dịch thương mại điện tử có giá trị lớn đều được thực hiện trên điện thoại di động. Sử dụng nền tảng đa kênh tiên tiến, kết hợp giữa online và offline sẽ là chìa khóa để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được tiệp khách hàng đa dạng nhất có thể. Trên đây là tất cả những nghiên cứu của chúng mình về mô hình thương mại điện tử OIO của gã khổng lồ Walmart. Chúng mình mong rằng các bạn đã có thêm được những kiến thức nhất định về mô hình này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hãy like, share và subscribe cho kênh FTU Econ News để chúng mình có thêm nhiều động lực tạo ra nhiều video hay hơn nữa nhé.